Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, siêu bão Iazi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km. Vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km. Vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Đơn vị này cũng cho biết các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định. Bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào đến vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ sẽ suy yếu và khi ảnh hưởng đến đất liền thì cường độ có khả năng tiếp tục giảm. Dự báo của Mỹ nhận định siêu bão IaJi khi vào vịnh Bắc Bộ cường độ mạnh cấp 15. Còn khi tiếp cận bờ, mạnh cấp 13 đến cấp 14, vùng ảnh hưởng trọng tâm từ Quảng Ninh cho đến Hà Tĩnh. Còn dự báo của Nhật Bản và Trung Quốc cùng có chung nhận định, siêu bão Yaji khi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ mạnh cấp 13 đến cấp 14, còn khi tiếp cận bờ, mạnh từ cấp 12 đến cấp 13, vùng ảnh hưởng trọng tâm từ Quảng Ninh cho đến Ninh Bình. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão Yaji là cơn bão mạnh, hoàn lưu lớn tăng cấp nhanh. Từ đêm mùng 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Ông Khiêm nhấn mạnh, trên đất liền, với kịch bản hiện nay, vùng trọng tâm, tác động trực tiếp nhất của bão Yagi là từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực ven biển và nêu rõ, sáng mùng 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và một phần tỉnh Nam Định có gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Ngoài ra, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Qua theo dõi vệ tinh ước lượng lượng mưa khi cơn bão đi qua trong 24 giờ qua luôn duy trì từ 200mm đến 300mm. Do đó, khi cơn bão di chuyển vào trong đất liền, nguy cơ xảy ra mưa lớn là rất nghiêm trọng. Ông Khiêm nhận định, cơn bão Iazi có hướng di chuyển lệch bắc hơn rất nhiều so với các cơn bão trước và có tốc độ nhanh hơn. Vì thế, bão số 3 có nhiều yếu tố bất lợi, có thể tạo ra cực đoan về mưa và cường độ gió so với các cơn bão trong quá khứ. Với kịch bản mưa như vậy, dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể ngập lụt diện rộng, sạt lở đất. Bão số 3 Iagi là cơn bão số 3 ở Biển Đông và là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão này đang di chuyển về phía Đông Biển Đông và đang tiến dần về bờ biển phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Iagi, các địa phương trên đường đi của cơn bão đang chuẩn bị ứng phó với lượng mưa lớn, khả năng bão đổ bộ với tổng lượng mưa dự kiến từ 250 đến 350 mm. Một số khu vực có thể có lượng mưa vượt quá 400mm từ đêm mùng 5 tháng 9 đến hết ngày mùng 7 tháng 9. Ngoài thông tin về bão Yazi, các nhà dự báo bão nhận định từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 11 năm nay, đảo Hải Nam ở khu vực Bắc Biển Đông có thể đón tới 5 cơn bão với một hoặc hai cơn bão trong số này có thể đổ bộ đất liền. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về các thảm họa liên quan đến bão mạnh so với diễn biến thời tiết thông thường trong khu vực và giai đoạn này của các năm. Trong khi đó, số lượng cơn bão trên biển Đông tác động đến Việt Nam dự báo từ nay đến cuối năm 2024 có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 3 đến 4 cơn và tập trung nhiều ở trung bộ cũng như các tỉnh phía Nam. Mưa lớn dự báo tập trung chính vào tháng 10, tháng 11 năm 2024 ở các tỉnh miền Trung. Mùa mưa ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ năm nay cũng có thể kết thúc muộn hơn bình thường. Ở Tây Nguyên và Nam bộ vào khoảng nửa cuối tháng 11 ở Trung Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 12. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ cho biết tác động của bão số 3 ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, Hà Nội mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, giao động từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Lượng mưa tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh khoảng 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có thể gây sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn cũng có khả năng làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường, gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng rông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, từ sáng sớm mùng 7 tháng 9, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ trưa mùng 7 tháng 9, thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão tại Hà Nội là cấp 3, rủi ro lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công điện số 10/CD-UBND chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 3 Iagi. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban, ngành, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là chỉ thị số 01 CTUBNZ ngày 2 tháng 2 năm 2024 về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động ra soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách. Đồng thời chú trọng tập trung các phương án phòng chống ngập úng nội thành, ngoại thành phương án chẳng chống cắt tỉa giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to gió lớn phương án chẳng chống nhà cửa công trình biển báo bảo đảm an toàn về người tài sản và hoạt động sản xuất của nhân dân phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng công trình đê điều thủy lợi phòng chống thiên tai phương án hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân phục hồi sản xuất vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả khi có thiên tai sự cố xảy ra công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng công trình tiêu thoát nước, các khu dân cư để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra. Sẵn sàng sơ tán, có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm. Đặc biệt lưu ý, đối với các huyện thường xuyên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức. Các đơn vị địa phương cũng cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, các cơ quan thông tin truyền thông cơ sở tăng cường các hoạt động phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó với rông lốc xét mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tập trung vào các nội dung biện pháp trú tránh đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai thông tin cảnh báo nguy hiểm phòng tránh đuối nước điện giật biện pháp gia cố che chắn bảo vệ tài sản cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão số 3 đã mạnh lên cấp 12, cấp 13, tăng lên từ 4 đến 5 cấp so với thông tin ban đầu về bão. Quỹ đạo và xu hướng tăng cấp của bão vẫn giữ nguyên so với các bản tin trước đó của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khoảng chiều mùng 6 tháng 9, bão số 3 đạt cấp 15, cấp 16 gần khu vực phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sau đó, do ma sát tiếp xúc với đảo Hải Nam, và bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc Nên bão sẽ suy yếu trước khi vào vịnh Bắc Bộ Khả năng bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ là rất cao, khoảng từ 70 đến 80% Ông Lâm dự báo chiều mùng 6 tháng 9 khi bão cách đất liền từ 400 đến 500 km Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rông, kèm lốc, xét tập trung ở Đông Bắc Bộ Khoảng đêm mùng 6, ngày mùng 7 tháng 9, bão sẽ đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ông Lâm cho hay, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh thành phố được dự báo chịu tác động mạnh nhất của bão gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 13. Bão số 3 được nhận định có thể đạt cấp 15, cấp 16, giật cấp 17, tức là cấp siêu bão trên khu vực Biển Đông. Bão số 3 có thể được coi là cơn bão mạnh nhất đi vào vịnh Bắc Bộ trong 10 năm trở lại đây. Dự báo xa hơn, ông Lâm cho biết, từ nay đến cuối năm, tình hình mưa bão sẽ đạt cao điểm vào tháng 10. Trong tháng 9 tập trung ở các tỉnh phía Bắc, đến tháng 10, tháng 11 vào miền Trung đặc biệt là khu vực trung trung bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, những ngày qua, các địa phương đã chủ động tích cực triển khai các hoạt động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tại Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng đã có công điện khẩn chỉ đạo khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3. Theo công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn. Tại Quảng Ninh, toàn bộ 398 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, 98 tàu chở khách tuyến đảo, 5.556 tàu cá trên địa bàn tỉnh đã nhận được thông tin bão về bão số 3. Đối với 257 tàu cá xa bờ, các lực lượng chức năng đã thực hiện liên lạc thông báo về hướng di chuyển của cơn bão và dự kiến đến ngày 6 tháng 9, các tàu này sẽ về đến nơi neo đậu. Ngoài ra, 2.889 cơ sở nuôi cá trên các vùng biển đang được chủ cơ sở gia cố hoàn thành trước mùng 6 tháng 9 và di chuyển người lên bờ an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 3 và nguy cơ mưa lớn sẽ xảy ra trên diện rộng. Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị chức năng địa phương có phương án phòng chống bão số 3, đặc biệt là bảo vệ hồ đập xung yếu khi có mưa lũ xảy ra. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 huyện, thành phố, thị xã theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao không để bị động bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân đặc biệt đối với các công trình phòng chống thiên tai như cảng cá kè chống sạt lở bờ sông bờ biển và các hồ đập đang thi công dở dang công trình hồ đập xuống cấp chủ đầu tư chính quyền địa phương cần bố trí người theo dõi chặt chẽ để có phương án ứng phó khi bão kèm mưa lớn gây ảnh hưởng trong khi đó tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có hơn 20 km đường bờ biển, chạy qua 8 xã ven biển, bãi ngang. Trong đó có gần 20 làng biển, hơn 550 tàu thuyền, hơn 300 bè, mảng của ngư dân và hàng trăm hecta diện tích nuôi thủy sản. Người dân khu vực ven biển đã gia cố lại hệ thống mái tre, bờ ao, hồ, đầm nuôi thủy sản, đắp cao hệ thống bờ bao, đồng thời chuẩn bị máy bơm xả nước, tiêu ứng, thoát ngập cho ao, đầm khi có mưa lớn xảy ra, tạm dừng kinh doanh ở các nhà hàng, quán gió ven biển để di rời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn, chủ động lai dắt kéo bè mảng lên khỏi bờ, sát vào chân đê để tránh sóng lớn kết hợp gió mạnh, thủy triều. Chính quyền các xã ven biển đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và người dân trước, trong và sau khi bão đổ bộ là quan trọng, cấp bách. Chiều mùng 5 tháng 9, tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh bão số 3, tức bão Yagi đang mạnh lên trên biển Đông và chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết: Ngày mùng 5 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện chỉ đạo bộ ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại Philippines và Trung Quốc chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam trú tránh, hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc và đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng ở phía bạn hỗ trợ các tàu thuyền của Việt Nam trong trường hợp cần thiết và cử cán bộ trực 24 trên 24 giờ kịp thời hỗ trợ liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước để ứng phó với cơn bão số 3. Để chủ động ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24 trên 24 giờ. Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VAM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng. Đối với các cảng hàng không, các hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ, bảo đảm hoạt động bay, cần tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão Iagi và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Các đơn vị cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị cần triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách. Dự kiến các sân bay bị ảnh hưởng do mưa bão gồm sân bay quốc tế Vân Đồn, sân bay Cát Bi, sân bay Nội Bài, Thọ Xuân. Đối với cảng hàng không Vinh và Điện Biên, khuyến cáo mưa rông và sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết, hiện mực nước hồ núi Cốc đang ở cao trình cộng 46,19 m. Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tức bão Yazi để hạ dần mực nước trong hồ đón lũ, tạo dung tích dòng lũ, đơn vị sẽ vận hành xả nước qua tràn hồ núi Cốc từ 14 giờ ngày mùng 5 tháng 9 qua tràn xả lũ số 1 với lưu lượng từ 30 đến 150 mét khối một giây. Việc vận hành xả nước qua tràn dự kiến có khả năng ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân và nhân dân sản xuất, kinh doanh dọc hai bên bờ sông Công, gồm các xã Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn, Thắng Lợi, Phố Cò, Mỏ Chè, thành phố Sông Công. Minh Đức, Đắc Sơn, Vạn Phái, Nam Tiến, Trung Thành, Thuận Thành, thành phố Phổ Yên. Do vậy, công ty khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, nhân dân phía hạ du có biện pháp phòng tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn chế không hoạt động sản xuất tại các bờ bãi sát mép sông. Lưu ý an toàn khi mực nước sông Công có thể dâng cao. Công ty đề nghị các địa phương, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các xã, phường, thành phố bố trí lực lượng canh gác 24 trên 24 giờ tại các khu vực ngầm tràn, nguy hiểm để hướng dẫn người dân, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm. Chủ động thông báo cho người dân những vị trí có nguy cơ ngập úng để nhân dân có biện pháp phòng tránh. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công điện ứng phó với cơn bão số 3. Trong công điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, ngành chức năng không được lơ là, chủ quan, chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, hiệu quả với thiên tai, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là trước nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của mưa bão, mưa lũ, chủ động bổ sung phương án ứng phó. Theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn, phù hợp với diễn biến thiên tai, điều kiện cụ thể địa phương. Các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo xây dựng các giải pháp trước mắt và lâu dài để đảm bảo việc tiêu thoát nước tại các khu vực thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn tại các ngã tư giao cắt một số tuyến đường trên địa bàn